Hello anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà lắp được cái mặt nạ kiểu R1 dành cho Exciter 155. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tháo cái đầu zin ra bằng cách vặn hai con vít này và giật mở hai bên và kéo về xuống phía dưới để tránh gãy nấc. Đó, sau đó lấy băng dính dán đều hai bên này. Đó, dán đều cân xứng vào là được để che bớt được cái phần ánh sáng của đèn mi đi. Và khi mà chúng ta lắp lên thì nó sẽ ra chuẩn dáng kiểu R1 anh em nhé. Đó. Bây giờ sẽ lấy cái kẹp zin này và lắp vào vị trí trên đầu độ này. Đó. Sau đó đập từ dưới lên trên để cho nó vào lẫy và không bị gãy lẫy bên trong mà rất là chắc chắn. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt lại hai con ốc và cùng chiêm ngưỡng thành quả. Đó, công đoạn lắp thì ngược lại với công đoạn tháo anh em nhé. Đó, thế là xong. Và bây giờ chúng ta chiêm ngưỡng thành quả này, đèn ánh sáng vẫn còn tự nhiên và đặc biệt hơn là cái phần đè mi của xe này với những cái phần hốc gió như thế này nó vẫn giống, rất là giống kiểu R1, chuẩn danh xưng là tiểu R1 cho chiếc Exciter 155 VVA anh em nhé. Đó.